có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đều chẳng có chỗ cho anh em mình. Là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đến khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đều chẳng có chỗ cho anh em mình. Ngày buồn hay vui, ngày nắng nói hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Ủa đâu? Đâu còn có nhau đâu. Còn rớt gì đó mà. Đây nè, anh Quy nè, Quy khỏe không? Anh hello anh Giang nè. Đi anh Giang, em nhảy đi. Đít đâu? Đít bay trên này nè. Đít chân đít lại. Trời ơi. Sao mỗi ruộng nơi vậy? Đít hay bong bóng anh cầm dữ vậy? Nó bị lưng lửng á, nó bị bay bay đó. Sau đây đoàn còn 4 người vậy. Xin chào buổi sáng. Chào tất cả khán giả ạ. Hôm nay ekip của tụi tôi hết kinh phí. Dạ, những hành vi kia hỗn quá thì sao đó. Dạ. Càng ngày càng rụng bớt. Dạ. Ừ. Hai bạn có tự tin nếu như mà chỉ còn hai bạn ở trong cái tập đặc biệt này không? Chết đó chị ơi. Điều nổi rồi. Dạ. Nếu vậy thì bây giờ hai bạn sẽ phải lãnh một cái nhiệm vụ đặc biệt. Đó là hai bạn sẽ làm đội trưởng của hai đội. Wow. Và bây giờ các bạn sẽ phải tự gọi điện thoại cho tất cả các thành viên. 4 thành viên kia thì đang ở nhà của họ. Bây giờ quan trọng là họ ở nhà nào chị ơi. Em thấy là nguyên dàn cast là ta nói mỗi quận là có cái nhà. Thì không biết là mình sẽ ở nhà nào đây. Ủa mà quan tâm chi, anh gọi điện thoại là được rồi. À, nhưng mà bây giờ sẽ gọi cho ai chị? Bây giờ các bạn sẽ phải tự thuyết phục các thành viên để cho người ta về đội của mình. Mỗi một đội thì sẽ có 3 thành viên là bao gồm các bạn là đội trưởng ha. Và sau đó hai bạn sẽ phải đến tận nhà người ta, chúng tôi chuẩn bị xe sẵn rồi, đón người ta đến đây, tập trung về đây. Ekip 2 Ngày 1 Đêm tới nè. Anh nói chi vậy? Anh mở cửa đi cho mình nói chuyện. Mở cửa đi. Ừ, em vô đi. Rồi em vô đi. Chưa? Vô chứ. Rồi ăn sáng hả? Có ăn sáng ăn luôn. Làm gì coi gì. Mới về mới ngủ được có 2 tiếng thôi đó. Mới bay về. Vô. Rồi, tụi anh vô, anh ra trang phụ chạy đồ nha. Chuyến hành trình của mình ha. Vô. Có gì vậy? Vụ án gì vậy mọi người? Vụ án gì vậy? Hả? Quay tới để nhận nhiệm vụ của chương trình. Hôm nay chơi lớn gì hả? Chơi quay nhà luôn hả? Chứ vậy? À, chơi. Ôi trời rất thật. Nó quay về liền luôn hả? Gấp dữ gì mà. Chào người mới. Sao mà không bắt máy vậy? Trời ơi, con Trinh nó cứ tới bắt máy hoài. Con bé Trinh mà để con chó nè, bởi sao diễn con chó không giống. Rõ ràng nè mọi người, đó, cái hình nền để con chó mọi người. Trời ơi, Trinh ơi, Trinh ơi, Diễm nè. Cái gì vậy, đang bị gì? Ê, Diễm qua Trinh được không? Vô ca làm rồi, hôm nay hai đứa làm ca một, lẹ đi. Được sống thần. Mày còn ở bên khu chế xuất Tân Thuận không? Ai vậy? Trời ơi, Diễm nè Trinh ơi. Ôi, sao gọi vậy này? Không, bây giờ Diễm qua nha, bây giờ Diễm qua khu công nghiệp Tân Bình rước Trinh nha. Để làm. Đang làm đến phòng tập rồi. Phòng tập gì? Em ơi, em tỉnh táo nào. Em là công nhân, chứ em không phải là ngôi sao. Tắm rửa xúc miệng lại. Ồ, trời đất, có nó lì vậy? Trời. Bận rồi, anh Giang bận rồi. Thôi vì lý do anh Giang bận nên là mình sẽ gọi một người khác. Anh Tuấn lại lâu bắt máy ghê luôn á. Lần đầu em gọi em cũng... Alo anh. Ừ. Gì vậy? Anh mới ngủ dậy hả? Trời ơi, chưa có dậy luôn á, ngủ dậy gì? Đi quay anh ơi. Sao giờ này anh chưa tới nữa? Anh trong đội em á. Đội gì trời? Bây giờ là chị Thắm chia hai đội, là anh là đội em luôn. Em là em, anh với lại anh Huy. Ủa sao nãy Diễm gọi anh mà. Anh Lâm gọi anh á hả? Trời ơi, anh Lâm là anh Lâm, anh không có biết luật. Anh biết anh mà, anh đâu có biết luật gì đâu. Là chia rồi, em, anh với lại anh Huy, ba người. Vậy nha, hôm qua em đón anh nha. Qua phòng tập nha, anh bên phòng tập rồi. Gì anh bên phòng tập, anh ngủ bên phòng tập hả? Rồi, chốt nha anh, chốt nha. Anh Lâm anh nói anh Tuấn ở trọ là đúng là không sai mà. Cái chuông cửa mà anh còn vậy nữa. Anh Tuấn ơi! Anh Tuấn ơi! Trời ơi, nhà con Ngân đâu vậy? Ngân đâu, nhà Ngân đâu? Ngân ơi! Ngân ơi! Trời ơi! Anh xuống lên ơi! Anh thấy cái chuông cửa không? Ủa trời ơi! Thiệt ra là ảnh bây giờ anh thiếu nợ. Trời ơi! Anh không bên đây nó cắt cái dây chuông bên đây rồi. Đúng rồi. Bên đây nó đập luôn cái dây chuông. Đúng ơi! Trả nợ đi! Ôi dữ vậy! Trả nợ! Ngân! Còn 3 giây hụi chừng nào mới đóng? Lộn nhà sao hụi? Không gì là... Lộn nhà sao á? Thiệt! Sao không ai ra vậy? Cô ơi thấy Ngân đây không cô? Con Ngân á! Ngân ơi! Phải không vậy? Ủa anh? Ủa PT của tao? Con Ngân đâu? Mình tưởng đâu anh? Trời ơi! Ngân ơi! Ngân ơi! Ngân nhà ơi. Đâu mà anh không ở. Trời ơi Ngân. Ngân ơi. Trời ơi Ngân. Kiếm cái gì ơi. Ngân sao vậy, đi làm em vậy vô ca một lẻ. Xuống tới sống thần lận lẹ. Sao phải dữ vậy? Anh ngủ ngoài đây mà cũng không tha nữa. Xuống khu công nghiệp sống thần lận lẹ Ngân. Thôi bên đó xuống sống thần với em là tới khu công nghiệp Tân Bình thôi. Ngân. Ngân. Cái gì? Chuyện cái tao đi. Hả? Tao quà cho mày nè. Vậy tao nghe. Vậy đó. Tụi em mình thương nhau. Thấm này cái máy giả hôm qua ở chợ Bà Triệu. Ngân. Mà sao mà tự nhiên là hai đội hả? Hai đội, bây giờ là mày quyết định đó. Là nãy giờ đi qua ai chưa? Chưa, anh là mắc cười nhất, đúng rồi, nên hả đáng yêu nhất, tranh giành anh đó. Đúng rồi, sợ bây giờ hở ra bị nguội miếng cho nên là phải có anh cười mồi, đúng không? Đúng rồi, anh cười một cái đẩy cái miếng lên liền, đúng rồi, chắc miếng liền. Nhanh hả? Dung tục mà. Đúng rồi. Nhanh. Nhanh. Đúng rồi. Nhanh. Đúng rồi ha. Nhanh. Coi vậy, coi vậy. Dữ vậy. Nhanh. Tại sao hai chị em bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn? Tại sao? Tại sao không? Tại sao không? Hả? Tại sao không? Tại sao không? Bên đội ơi, Nhân thử coi bên đây làm sao, cảm giác làm sao như bên đây nào? Ôi. Ôi. Mạnh bạo, bên em mạnh bạo. Trời ơi, bên em mạnh bạo hơn. Ủa bên em như xiết vậy. Nhân, giờ chị em mình bao nhiêu năm có nhau thì bây giờ theo ai? Nhân, cái mùa này là mình là như thế nào để mà hả nó cần thiết nè. Mùa này là tinh tế anh ơi. Nhiều khi mình đi thì cũng mình đi, đúng không? Bà đi, tụi anh gánh em cho. Trời ơi, gì gánh, em mạnh lắm. Ủa? Ủa? Trời ơi, nó ngon. Lộn rồi. Để mình đi. Lộn nội dung rồi. Không, ba mình mạnh quá. Bên kia mất hết miếng hề. Tôi xin phép là lấy bé Diễm. Tại vì tại biết sao không, em hoàng cái màu hồng vô thì cũng trùng với lại cái áo của em. Anh thấy nó có sự duyên tiền định rồi. Vô chồng thôi. Thì ra là anh chọn cái chắc. Ok, em đi đây à. Đi luôn, không đi luôn. Đi ngắn, ngắn. Đi luôn hả? Mẹ đi vô ca rồi. Ôi trời ơi, dặn đồ phụ này nè, vô ngắn đi. Alo anh Giang. Hello, đang đâu? Đang đi qua đón anh nè anh. Vậy hả? Dạ. Chung đội hết lên nha anh. Ừ. Ok anh, Ok em. Vậy rồi, anh đợi em xíu, em tới. Ok. Ê, đang qua nha. Hả? Thôi đừng qua. Ok, qua nha. Dạ. Qua đi. Không thích nữa không? Là bây giờ là có nói một là ok qua. Em chờ thì qua, không thể nào qua mình tụi đến để em suy nghĩ. Thôi ok, vui quá, Hello. Chào bác tài nha. Hello anh em. Wow. Ủa? Sao em rủ rượi vậy? Phong cách của em là vậy. Ủa sao đây mẹ mày dựng vậy? Tối qua về chưa ngồi đâu. Trời ơi. Thôi đi thôi. Đi đi. 8 giờ sáng rồi mà chúng tôi chưa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh rồi thưa quý vị. Không biết là 8 giờ tối chúng tôi có thấy được điểm quay hay không? Tôi nghĩ làm nay là quay về là vui rồi. Hành trình của chúng ta hôm nay là on the bus. On the bus. Bây giờ anh em chúng tôi đã một lòng một dạ. Ngày hôm nay không biết là thắng ai, nhưng chúng tôi sẽ tiêu diệt đội bên kia. Đúng. Không nghĩ mình làm vậy thì chi luôn á mọi người. Chào hai bạn. Con Thánh. Ê, bạn. Sao nữa? Xin phép ấy phòng ba mình chạy ấy về bạn. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Tại sao lại phone bạn? Các bạn ơi, đây là tiểu phẩm bạo lực học đường. Tại sao? Ban đầu tại sao mà tụi mê hiếu đúng không? Tại sao mày thích ảnh? Tại sao mày thích ảnh hả? Tại sao mày thích ảnh? Hả? Tại anh học giỏi, anh đẹp trai nhất lớp. Bỏ nhà Thiên Thanh. Thiên Thanh. Bỏ nhà Thiên Thanh. Đi không? Bây giờ có đi không? Có đi không? Đi. Rồi. Xin chào. Ủa hành lý này đâu? Hả? Xin là gì hành lý? Ủa? À mình đi tàu ha. Đi tàu ha. À tàu cao tốc nè. Tàu đường quay rồi nhớ không? À đúng rồi, chặng mà mình du chơi xong Sài Gòn á. Nhưng mà hình như không, hôm nay mình đi tàu mình chỉ là quay đây thôi. Vàng đều kính đèn nhìn trẻ ghê luôn á. Hắc tuổi vậy. Hello mọi người. Hello cả nhà yêu của Kem. Ủa đội kia đâu ạ? À? Chậm trễ thế ạ? À? Đội kia kìa. Thấy không? Ủa hồi nãy dự đoán là đội kia tới trước mình mà. Dạ. Sao lại tới sau mình rồi? Anh ơi, một cái đội mà không có trí tuệ, không hay là không có gì hết thì chấn thương thôi, ngoài chấn thương và thuốc thôi, không có gì hết. Vậy sao không vậy? Xin chào mừng các bạn đến với bến tàu Bạch Đằng Water Bus. À đợi chút xíu ha, để coi coi đội kia đi tới đâu rồi nha. Ủa? Chặn đường. Host đang tới. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người. Ủa đi đâu đây? Trong khi chờ đợi tôi thấy có làm thêm. Mọi người lâu quá cho nên là ba anh em tụi tôi phải làm thêm để kiếm thêm. Đúng. Thì tay trái của tụi tôi là bảo trì và tôi sửa điện ở đây. Ừ. Ủa nhưng mà ở đâu là có ba bộ đồ này? Mượn. Mới ra chờ Jason mua. Trong khi chờ đợi lâu quá. Thấy chưa? Hồi nãy anh với Hiếu á, chắc chắn là đội này sẽ tới trước mình. Bởi vì đoạn đường đi Đức Huy nó xa lắm rồi. Mà sao mình nói, ủa mình tới là sao vẫn chưa tới? Thì ra là đi chợ mua đồ. Chúc mừng đội mình đã là đội trở về đây đầu tiên. Yeah, hiển nhiên. Rồi được cái gì không? Rõ ràng được gì không? Chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái mùa 3 ngay tức thời thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, tôi biết là các bạn chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều cái vất vả trong suốt những cái hành trình vừa qua của chúng ta rồi. Và thật là may mắn bởi vì cái sự cố gắng của chúng ta đã được khán giả hết sức là ghi nhận thông qua những cái sự hưởng ứng của khán giả ở mỗi tập phát sóng của chúng ta. Cho đến mùa 3 thì chúng ta vẫn rất là được yêu thương. Do đó xin chào mừng các bạn đến với mùa lễ hội 2024. Yeah! Hoa trời hoa trăm bền. Happy birthday. Bắn pháo hoa buổi sáng thôi. Mà đã mới khen có trí tuệ luôn á. Vô bắt. Nhỏ đừng bắt gì. Bạn có biết là sao là Lâm và Hiếu là được chọn là hai đội trưởng của cái chặng này không? Biết chị. Không ạ. Sao à? Nhà em xa cho nên ở nhà gần cũng xa, tiện sáng. Chị đúng rồi, chị tụ lại hai cái đứa xa nhất đi rước mấy đứa gần, không là mấy đứa gần mình đi rước mấy đứa xa lận. Tiền xăng. Đó là lý do vì sao phải để cho Lâm làm đội trưởng đó, bởi vì luôn luôn có một cái ý nghĩ xấu và trong lòng luôn luôn nuôi một cái nỗi cẩn thận. Ủa nghĩ là người khác sẽ không đối xử tốt với mình đâu đúng không ạ? Đúng rồi. Còn Hiếu á, thì là trong thời gian vừa qua Hiếu đã hoạt động rất là tích cực cho nên chắc chắn là cũng sẽ có nhiều cái mệt mỏi. Hiếu không có gì hoạt động tích cực hết á. Không có tích cực cái gì hết. Thấy mệt mỏi đâu? Mệt mỏi đâu? Đúng rồi. Không có kìa. Mệt ok, không gì mệt mỏi hết trơn chị ơi. Bởi vì những cái sự mệt mỏi trong suốt nhiều cái hành trình vừa qua thì chúng tôi quyết định thực hiện cái chặng đầu tiên của mùa lễ hội này. Đi đến một cái điểm rất là gần thôi, đó là Đồng Nai. Rồi, giờ tới thời em rồi. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất tài. Trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết ảnh hề, giờ này người ta từng gần chết. Này bà con ơi, Thu Diễm diễn hề mau chạy đi thôi. Và chuyến đi của chúng ta có một cái chủ đề đó là chuyến đi chữa lành. Trời, sao nghe thấy nguy hiểm vậy? Ghê lắm chương trình. Bây giờ thì xin mời các bạn nhìn lại cái lịch trình chuyến đi chữa lành của chúng ta ha. Ủa? Wow! Này. Sao bao mùa vẫn là wow. Cái đầu tiên là có thể là chữa lành nè, chứ còn cái thứ hai trò chuyện của người lạ là chữa bệnh nha. Không có nha, khó nói chuyện bắt chuyện với mấy người lạ lắm nha. Đúng rồi. Mà đội em sao thiền tĩnh tâm? Thiền tĩnh tâm. Uống trà ngâm thơ thôi, về xuống em uống sinh tố ngâm thơ đi. Uống trà thêm thu nhập nữa. Nhạc chữa lành là cái gì? Sao hỏi xong nghe nhạc của Hiếu đi. Đúng rồi. Nghe nhạc chữa lành. Cái này là mấy cái phòng xông hơi đồ này trong resort. Đúng rồi, xông hơi. Chữa lành bằng âm thanh là sao ta? Kiểu chắc là gõ mấy cái gì đó. Không, khả năng chữa lành bằng âm thanh là ngủ ngoài rừng nè. Đây, ngủ mà tắm nè. Tắm rừng thì ghê vậy. Cái đoạn cuối không có ghi là đi rồi. Chúng ta có tất cả 8 liệu trình chữa lành. Tại mỗi địa điểm sẽ có những thử thách liệu trình khác nhau. Đội chơi hoàn thành thử thách ở liệu trình nào thì sẽ nhận một dấu mộc ở cuốn sổ liệu trình chữa lành. Sẽ có một số liệu trình đặc biệt để giành quyền ăn ngon hoặc ngủ sướng. Sau khi kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm, đội nào hoàn thành được nhiều liệu trình hơn thì đội đó chiến thắng tổng hành trình. Đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của chương trình. Trước khi bắt đầu liệu trình chữa lành, chúng ta sẽ gặp gỡ Jenny trước. Dạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ uống cà phê vào buổi sáng như thường lệ. Cho mời những ly cà phê buổi sáng đi ạ. Đây barista, tôi khuyến cáo các bạn hãy nghe lời anh ta. Chọn giùm tôi một ly. Mẹ thì con nghĩ là mẹ đã Jennifer nhiều quá rồi, mẹ số 1 đi. Rồi, tàu đi. Rồi. Diễm với lại Thu. Tụ giá Ngân. Ngân, Diễm với Ngân. Ngân hả? Ăn số 3 giống như cũ đi. Số 3. Ok, Diễm số 2. Hai đứa mình sao? Pha lại. Pha lại. Đúng. Có phút cùng hưởng, có bạn cùng chia. Vô, vô. Wow. Tôi uống như đây thôi. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Chơi 50-50 luôn. Là sao? Đó là giờ thí dụ mà tôi trộn vô luôn là đợi em bả trên này luôn. Đúng. Rồi. Thôi bạn đi học ít, bạn cứ nghe tôi đi. Đúng rồi, ý là bạn làm giùm tôi đi, tôi uống coi chứ bạn tính từ là tự nhiên có bạn trên này luôn ha. Đó. Đó rồi. Vậy là bên kia nếu mà dính thì tự xử. Bạn là số 3 nha. Yeah. Đội đó hay quá ha, đoàn kết ha. Vậy ngày hôm nay nha, cái trời đẹp cái này mình đặt tên mới đi, mới tên cái su quá. Mình là Sơn Ca, mình là Xuyến Trinh. Rồi uống nha. Khuyên. Bánh Khuyên. Rồi. 1 2 3 vô. Ngon, con ngon. Của tôi nó hơi chua mà nó không đáng kể. Của em sao mà thấy em đứng im vậy? Mới đánh nền rồi sáng đậm lắm. À, con bé này nó diễn ghê thiệt. Thật ra cái ly gốc á, cái ly cà phê xui xẻo á, gốc là ly số 3. Là em nó ngăn. Cho nên là bây giờ các bạn sẽ nhận đại diện một con. Ok. Trên cầm trước đi. Nó phun đầy đầu em rồi. Bây giờ các bạn chọn tên cho mình đi nha. Lành lặn trở về không? Lành lặn đi. Lành lặn đi. Bây giờ mình chọn tên hai chữ giống người ta đi. Lành mạnh. Đúng, mình chơi lành mạnh lắm. Đúng, lành mạnh. Mình chơi có chịu lành mạnh. Vừa sống lành mà vừa có mạnh trong đây nữa. Đúng. Rồi như vậy là một đội là lành lặn và một đội là lành mạnh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì lúc nãy là đội lành lặn vào đây trước, nhưng mà đội lành mạnh mới là đội đến trước và các bạn đã thay những cái bộ đồ rất là lành này. Lành thêm chị. Cho nên là bây giờ ở cái sổ liệu trình chữa lành này thì đội lành mạnh các bạn được một cái dấu mộc đầu tiên. Xin mời hai đội nhận sổ liệu trình chữa lành đi ạ. Ngân kìa Ngân. Xuyến Trinh một cái nhân hoài. Xuyến Trinh. Mùa lễ hội năm nay của chúng ta thì có một người bạn đồng hành rất là đặc biệt. Đó là dầu nhớt Castrol, thương hiệu dầu nhớt bán chạy số 1 Việt Nam dành cho xe máy và ô tô, bảo vệ động cơ trên mọi hành trình. Bây giờ thì xin mời các bạn đi ra nhận xe và sau đó sẽ bắt đầu hành trình của chúng ta ha. Rồi, vậy thôi. Trong bối cảnh hiện nay, việc tắc đường kẹt xe diễn ra ngày càng nhiều hơn. Do đó, động cơ xe sẽ phải chạy dừng liên tục. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ xe. Đây là sản phẩm dầu nhớt uy tín, chất lượng chuyên dùng cho xe ô tô. Với sản phẩm Castrol Magnatec sẽ bảo vệ động cơ của bạn liên tục ngay từ khi khởi động, nhờ vào khả năng bám dính trên bề mặt động cơ như 500, hình thành một lớp màng dầu bôi trơn mạnh mẽ. Wow, bạn đồng hành mới. Như vậy là có nhiều mùa nữa rồi. Trời ơi, như vậy sẽ trơn tru không bị cật. Castrol Magnatec hả? Magnatec hả? Gì đây? Anh biết mấy cái này không? Bám dính. Em là nghiên cứu hết rồi. Sao tới tiếng Việt anh dành đọc vậy? Đúng rồi. Đọc tiếng Anh đi. Tiếng Anh, anh biết tiếng Anh không? Này là tiếng Anh là cling, bám dính. Bám dính thì có nghĩa là Castrol Magnatec sẽ bám dính trên bề mặt kim loại, giống như là cái 500 vậy á, bám dính trên bề mặt kim loại của lốc máy. Sáng sớm mà học sớm quá mình bị nhức đầu quá, tôi đi làm công nhân rồi bắt học nữa mệt quá. Vậy anh phải học tiếp. Để cải thiện cuộc sống. Đúng rồi. Rồi. Bắt anh học tiếp cho em. Bây giờ nè, em hồi sáng làm công nhân, bây giờ làm bảo vệ kìa, nói bảo vệ đi em. Trời ơi. Lốc liên kết là gì? Các phân tử nhớt của Castrol Magnatec sẽ liên kết với nhau để hình thành một cái màng dầu mạnh mẽ bảo vệ cái động cơ. Dạ. Bảo vệ, nghề em đó. Bảo vệ là bảo vệ động cơ. Tiếng Anh là gì? Security. Security. Protect. Protect. Ủa gì kỳ vậy? Protect là bảo vệ. Nói chung là Castrol Magnatec sẽ bảo vệ động cơ khỏi hỏng hóc và mài mòn, và chống mài mòn tốt hơn 50%. Em rành quá, em mở tiệm sửa xe đi, em nghỉ đi hát đi. Tôi thấy em rành quá. Còn nữa thì sửa xe nữa kìa. Đúng rồi. Thưởng em này là thợ sửa xe không á, sao em rành quá. Rồi thẻ xe anh đâu? Thẻ gì? Bảo vệ. Trời ơi. Có thiện cảm với lái xe là hai người là Huy với là Rick. Nhưng mà hôm nay thôi để Huy lái đi. Trời ơi, không chịu đâu. Em ơi, giờ là ai cũng biết lái xe đúng không? Hiếu biết lái không? Trời, em lái rồi. Ai hiểu? Thôi. Em có bằng nhưng mà chưa có kinh nghiệm lăn bánh. Hôm bữa em đụng cục đèn. Hôm bữa em phải cục đèn. Hiếu là trạm thu phí. Hiếu là trạm thu phí. Tôi biết cái vụ đó. Em đụng trạm thu phí. Thôi bây giờ ai đồng ý Huy lái giơ tay. Thôi anh Huy đi. Anh Huy đi. Bà từ đây về Đồng Nai mấy trạm thu phí lận. Em muốn lái. Huy ơi. Dạ. Em giơ tay là 4 người rồi. Đúng rồi. Rồi được rồi. Lên. Dạ em lên. Rồi giờ còn lại mấy chỗ nè. Chưa bây giờ phân chỗ dưới đây lên luôn rồi. Phân chỗ. Ủa Hiếu. Dạ. Có bao giờ mà trong công việc nha, hay là cuộc sống đồ ha. Dạ. Mà tại em gọi là trẻ nhất trong xe á. Hỏi em thử là có bao giờ em cảm thấy là cuộc sống công việc em lúc nào bị cảm thấy bị bế tắc mà không có hướng giải quyết không? Có anh. Nhiều khi đi với mấy anh em mà em thấy bế tắc. Ê, đừng chạm nha. Đâu có. Em hỏi tôi chia sẻ kinh nghiệm cho. Không có, ý là nhiều khi mà ngồi ở trong một cái môi trường mà ai cũng quá tài giỏi, ai cũng quăng miếng liên tục lia lịa. Cái mình cũng phải bị áp lực, mình rất là mình dễ bị bế miếng. Đúng rồi anh. Mình dễ bị bịt miệng mình luôn á. Không Hiếu càng ngày càng nói chuyện rất là hợp lý ha. Rồi những lúc đó em sao? Cộng thêm những cái lúc mà giống như mình đi làm, giống như lần trước thì em vừa đi 2 Ngày 1 Đêm, vừa phải quay Anh Trai C2 thì cũng rất là căng thẳng, là phải làm nhạc rồi vừa phải cân bằng ở bên đây thì lúc đó không biết làm sao nữa. Bế tắc không em? Định ao luôn chứ. Trời ơi. Xui, định buông xuôi luôn mà anh. Nhưng mà tự động ấy, tự nhiên cái có một cái tia sáng mảnh ngã rẽ mà dẫn tới thành công liền đúng không? Dạ đúng rồi. Vẫn cố gắng. Nói chứ cũng giống như vấn đề của anh á, làm diễn viên á, đôi khi nó cũng bị bế tắc cái lúc mà mình kiếm những cái sáng tạo trong nhân vật của mình á. Nhiều khi ước sao á, mình giống như cái xe á, xe mà bị rụt rịch ra hở, cà giật á, là mình thay nhớt, mình bỏ nhớt mới vô, bỏ nhớt cái Castrol vô là nó mượt mà nó vận hành trơn tru liền. Mà như là Castrol là cuối năm là bán chạy nhất á, tại người ta quan niệm á. Đúng rồi, dọn dẹp hay nhớt này nọ đó. Dọn dẹp xe cộ, nhà cửa. Hồi xưa là ví dụ như có những cái mà nó thành một cái tên gọi của mình luôn. Ví dụ như xe là xe gì? Xe Honda. Đúng rồi, chứ đâu hồi xưa đâu nói xe máy đâu. Dạ. Thấy không? Nhớt là nhất Castrol dạng vậy đó. Hồi xưa ba tôi xài này luôn. Yeah. Nhà tôi hay xài này, tôi xài này luôn. Dạng vậy đó. Vậy là cứ thay nhớt xe ô tô là Castrol Magnatec. Mà nếu mà giờ là cũng gần cuối năm nè, là em bảo đảm là cái doanh số bán còn ác hơn nữa. Nên bây giờ mọi người mà cuối năm mà hay nhớt đồ cho nó mới á, tâm niệm là thay gì mới mẻ đó. Em nghĩ là chắc có thay Castrol Magnatec thôi cho an toàn, là vận hành nó trơn tru. Nãy giờ lái thấy em cuối năm mình đổi nhớt, đầu năm mình chạy là trơn tru mọi việc hả, nó thuận buồm xuôi gió nó vậy. Năm mới chương trình đổi cáp luôn, vui vậy. Cái đó bị cứng nha. Người đầu tiên chính là thôi Thu Diễm. Em đang sắp hết hạn sử dụng rồi, 2 năm rồi. Em hết nhớt rồi đó. Bảo trì thôi, vì cô hạn quá. Vì cô hạn quá rồi. Wow, wow. Dù là ngày buồn hay vui hay nắng nôi hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mộng á, mặc kệ màn đêm đây vẫn có tan ngay huy hoàng bốn phương trời. Đâu cho anh em mình lấy cam kìa, cho lấy cam. Rồi xin chào mừng các bạn đến với địa điểm đầu tiên của chúng ta tại vùng đất Đồng Nai. Wow. Các bạn đang có mặt tại Văn Miếu Trấn Biên, một cái địa điểm rất là nổi tiếng tại Đồng Nai ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái thời gian tham quan ngắn ở đây, và sau đó thì chúng ta sẽ tham gia vào cái liệu trình uống trà đọc sách chữa lành của chúng ta ha. Nói về làm thơ rồi gì là mình thua bên Giang rồi đó. Sao mà thua được, làm liền. Làm thơ đi anh. Đúng. Làm đi. Đất Đồng Nai tuy dài mà rộng, trai Đồng Nai miệng rộng hơn đất đai. Sao cục ngủ vậy? Thì đó. Rồi để coi coi là một chút nữa thì các bạn sẽ thể hiện như thế nào về những cái hiểu biết của bạn về đất Đồng Nai ha. Còn bây giờ thì xin mời các bạn đi tham quan khu vực Văn Miếu Trấn Biên. Đi tham quan dưới mưa thôi. Dù là ngày buồn hay vui, nắng nôi hay mưa dầm, anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Mời ơi. Chị Hiếu. Gì vậy? Năng lượng lên anh. Năng lượng lên anh. Dù là ngày buồn hay vui, nắng nôi hay mưa dầm, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Uống hậu đó. Không có giống năng lượng sao hai ba. À năng lượng thấy vậy đó. À, chị Khải Như ơi, chị Khải Như hả? Đằng sau các bạn là có 6 cái bàn. Trên cái bàn đó thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sách cho các bạn. Và có một cái ấm trà. Và trà trong đó là trà Phú Hội, cũng là một cái loại trà rất là đặc trưng, đặc biệt của Đồng Nai ha. Xin mời các bạn ngồi xen kẽ đội này với đội kia. Xin mời các bạn vào chỗ đi ạ. Rồi xin mời uống trà đọc sách đi ạ. Mời tất cả mọi người ạ. Các bạn đã thưởng trà xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ bước vào thử thách đầu tiên trong chương trình. Như đã giới thiệu với các bạn, Văn Miếu là nơi đào tạo các nhân tài của quốc gia trong lịch sử. Nhiều cuộc thi tri thức đã được diễn ra tại Văn Miếu. Vậy nên, bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc thi mang tên Kiến thức học giả. Kiến thức học giả thôi mà, đâu phải học thiệt đâu. Mình học giả thì mình trả bài giả thôi. Chương trình sẽ có các câu hỏi liên quan đến thơ ca, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, cũng như thông tin địa lý, lịch sử ở Đồng Nai. Mỗi câu hỏi, người chơi sẽ ghi đáp án của mình lên giấy. Mỗi người trả lời đúng tương ứng với 1 điểm. Kết thúc các câu hỏi, đội nào ghi điểm nhiều hơn thì chiến thắng trong liệu trình uống trà đọc sách. Wow, khó nha. Khó nha. Bây giờ câu đầu tiên là một câu hỏi thuộc chủ đề tự do, rất là dễ. Chủ đề tự do mà dễ, tự do nó bao la lắm á. Tự do và tự lo. Mỗi thành viên hãy viết ra một câu thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sự đoàn kết. Đoàn kết không? Liên quan đến sự đoàn kết. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Rồi anh nói gì vậy? Hả? Anh Tuấn nè, thì tất cả đều ghi câu đó đi. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Trời ơi, thấy không? Giờ Tuấn khác rồi. Tuấn là Tuấn Công Thái rồi ha. Anh viết tính đúng chính tả giùm em cái nha. Chị hay là đưa em bút bi đi chị. Em viết một hồi gì không đọc được. Viết xấu ghê á. Mình để coi có đoàn kết hơn nha. Rồi từ câu thứ 2 trở đi thì chúng ta sẽ không đoàn kết đưa ra cùng một đáp án nữa, mà mỗi thành viên sẽ phải đưa ra đáp án của riêng mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi có những cái tấm phướng trắng giữa các bạn. Xong. Rồi các bạn vô đáp án câu vừa rồi lên của các bạn đi. Lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một vàng. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Huda. Sao có hurra nữa? Là cố lên hurra chứ. Hurra em ơi. Hurra. Thật ra cái câu này á là một cái danh ngôn từ nước ngoài chứ không phải là thành ngữ tục ngữ Việt Nam. Cho nên là câu này thì là riêng Dương Lâm không có điểm. Bạn Hiếu cho tôi qua đội bạn được không? Có một người không biết chữ, một người viết không bậy bạ. Đoàn kết mà. Đoàn kết cho em ơi, nãy giờ em chia rẽ quá. Thôi. Bắt đầu câu 2. Sắp xếp các từ sau đây thành một câu có nghĩa. Anh bán, láng, em mua, gần, giềng, xa. Rồi biết luôn. Xong. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Xin mời giờ đáp án lên ạ. Câu của Hiếu bán anh em xa mua láng giềng gần. Câu của Cris mua anh em xa bán láng giềng gần. Trời ơi, hàng xóm không coi trọng. Trời ơi, sao mà bán dữ vậy? Sao chị mua anh em xa đâu nữa? Anh em nào? Bán anh em xa mua láng giềng gần. Tuấn bán anh em xa mua láng giềng gần. Huy bán anh em xa mua láng giềng gần. Như trên. Không có như trên. Em lại gì hả? Bán nè chị ơi, Chị đeo kiến vô giùm em chị Thắm ơi. Bán anh em xa mua láng giềng gần à? Mất chữ bán đúng không? Mới ghi thêm đúng không? Không chị ơi, tại vì đến nó ấy mà. Câu này là tất cả mọi người đều có điểm trừ Cris Phan. Trời ơi. Em mua anh em nào vậy? Anh em nào ở xa? Dữ vậy? Em phải mua xa thôi. Câu hỏi số 3 như sau. Núi Gia Rây là tên của ngọn núi cao nhất Đồng Nai. Núi Gia Rây còn có tên gọi khác là gì? Hết. Ủa? Không có ABCD hay gì hả? Núi Gia Rây. Khán giả vui lòng không nhắc bài. Núi Gia Rây. Tôi với Lâm là người Đồng Nai Lâm ơi. Dạ. Lâm biết không? Núi Gia Rây. Lâm biết không Lâm? Gia Rây biết cho anh. Trời. Thiệt hả? Trời ơi, cái này em nói gì nữa? Chuẩn xác luôn. Gì ghê vậy? Núi Gia Rây chứ phải núi Gia Lai nha Lâm ơi. 5 4 3 2 1. Xin mời đáp án. Dạ, đáp án của em là núi Gia Lào. Tại sao là Gia Lào vậy anh? Em nghe là câu sao thôi. Mình đang đố Đồng Nai mà Lâm. Không biết nữa. Tại sao Gia Lào? Ngô Kiến Huy. Tự nhiên em thấy đâu có một cái tín hiệu nãy em tề hiền á, đó là núi Chứa Trang chứ gì nữa. Rồi còn bên đây là cái gì núi Sáng Tráng gì vậy? Chị em có hai đáp án cho mọi người. Núi Sáng và núi Tráng. Wow, tuyệt vời. Trường Giang bỏ trống. Em có hai núi. Một là núi Gia Lai, hai núi Biên Hòa. Tôi mới nói núi Gia Lai là biết ghi luôn hả? Núi Gia Lai. Câu của em là không sai được luôn á. Cái núi Gia Rây này bình thường người ta sẽ gọi là núi cao nhất Đồng Nai. Đúng rồi, đúng rồi, thấy đúng. Ở đây có một đáp án đúng trong số 6 người các bạn ha. Và cái đáp án đó là tôi không biết là từ trên trời rớt xuống bằng cách nào đó. Ai chị? Đáp án nào chị? Đó là đáp án núi Gia Rây, còn có tên gọi là núi Chứa Trang. Thường thôi, thường. Ủa? Đúng không? Mấy em ơi, search dùm cho anh có núi Gia Lào không em? Em mời bộ phận ekip vào làm việc với em này nha. Núi Chứa Trang Gia Lào. Có Gia Lào không em? Dạ, ekip ơi, vô hợp với em xíu đi à. Đây, núi Chứa Trang còn gọi là núi Gia Rây hay núi Gia Lào. Mà trong đó em trả lời đúng với Ngô Kiến Huy. Mà Ngô Kiến Huy là con ruột chị Thắm, cho nên chị kêu là đúng. Và em thì chị cười khinh bỉ. Thì cái này sao ạ? Dạ, anh tên gì mà đến từ đâu ạ? Tùng. Công tác ở Văn Miếu Trấn Biên. Văn Miếu Trấn Biên. Vậy anh cho em hỏi là có núi Gia Lào hay không anh? Đó là núi cao nhất Đồng Nai. Có những cái tên như anh đã kể là hoàn toàn chính xác rồi đó. Dạ. Như vậy thì anh có thấy em bị chèn ép hay không? Chèn ép thì hỏi ekip. Dạ. Quá chèn ép hỏi ekip. Chúng tôi xin lỗi anh Dương Lâm Đồng Nai. Chị, em quê hương ở đây, em chôn nhau cặt rúng của em đây. Em không nào làm mất mặt quê hương của em được. Ủa? Ê, mà cho tôi hỏi là Lâm với Huy là biết thiệt đó hả? Trời ơi, anh, trời ơi, tụi em chờ kiến thức mà mẹ. Ủa, sao vậy? Lâm. Dạ. Núi ở huyện nào vậy? Ở Đồng Nai anh ơi. Biết rồi nhưng mà huyện nào? Nếu biết là phải biết chứ. Nó nằm ở cái một cái huyện. Nó thuộc cái nằm cái răng hả? Đồng Nai. câu tiếp theo của chúng ta, xin mời kể tên một nghệ sĩ đã từng tham gia 2 Ngày 1 Đêm có quê tại Đồng Nai. Ủa? Vừa mới ghi chén L luôn. Em vừa định lấy cái tờ giấy cũ đó. Ai đó? Sao? Ai mà khách mời ở Đồng Nai? Đồng Nai. Ai làm? Mời em á. Ai làm ơi? Ai vậy? Tôi không biết luôn á. 5 4 3 2 1. Hết giờ, xin mời giờ đáp án ạ. Dạ em trước, đáp án của em là Lê Lâm Dĩ Kha là cô Phiên và Quỳnh Quỳnh là vợ em, có mặt ở trong tập Tết đi với mẹ em, Dương Thị Bích Phượng, không còn là 3 người mà em không có thời gian. Hay quá. À, nghệ sĩ mà. Ba tôi hỏi là nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ mà. Rồi, vợ em nghệ sĩ mà. Vợ em nghệ sĩ, vợ em sư học trường sân khấu mà. Em xin phép được trả lời đó chính là nghệ sĩ. Tặng em con chim. Tặng em con chim. Em là Song Luân, ca sĩ Song Luân. À đúng rồi, Song Luân là người Long Khánh. Song Luân là một đáp án chính xác. Tuy nhiên là chúng tôi quyết định ghi nhận luôn Quỳnh Quỳnh, bởi vì Quỳnh Quỳnh cũng học và là tốt nghiệp trường khoa diễn viên ra. Đúng rồi, phải vậy đó. Quỳnh Quỳnh cũng là một nghệ sĩ. Mẹ ơi, mẹ đừng sợ Cường Hà áp má của con đây. Sợ chứ. Trời ơi, nó không dữ quá. Trời ơi, đất của em mà quậy là chết với em à. Trời ơi, giỡn hoài. Đúng là thời của Lâm tới rồi. Câu hỏi tiếp theo, kể tên hồ nước nhân tạo có một đập thủy điện nổi tiếng ở Đồng Nai. Cái này rất là nhanh thôi. Chạy lên lớp, chạy lên lớp chị ơi. Rồi xin mời đáp án ạ. Rồi đen trả bài. Rồi người ta trả bài đại tam kiếp rồi. Dạ trả bài nãy giờ rồi. Em xin bạn phép, cái hồ rất bự và to ở ngay Vĩnh Cửu luôn, đập Trị An. Hồ Trị An có với đập Trị An. Hồ Trị An. Rõ ràng. Rồi thôi biết Phan bớt lại. Trời ơi, lại gánh Phan nữa kìa em ơi. Ở câu này thì 5 người có đáp án đúng và kịp thời. Clip Phan thì sau khi nghe đáp án của những người khác rồi có ghi vô nhưng không kịp rồi. Sao mà trời ơi, sao mà ở chung với mấy đứa học ngu chán ghê luôn á. Sao phải lúc nào cũng phải hở điệu em vợ Rít ơi. Quê anh không biết nữa là mới ấy á. Câu hỏi tiếp theo, điền chữ còn thiếu trong câu thơ sau. Bao giờ Long Thọ hết vôi, Đồng Nai hết ... Anh thời quên em. Suy luận đi, suy luận. Khỏi suy luận, nằm trong đầu rồi. Wow, tôi không biết cái này, em suy luận. 5 4 3. Tôi không biết câu này. 2, không nhắc nha. 1. Hết giờ. Có biết gì đâu mà nhắc. Có biết gì đâu mà nhắc. Đụng rồi, xin mời giờ đáp án lên ạ. Ủa vậy rồi. Hiểu em nghĩ gì Hiếu? Dạ, em nghĩ gì mình tao vợ mà Đồng Nai hết miếng thì mình mới vui. Đúng không? Đồng Nai hết miếng thì mình hết vui. Cho tôi hỏi là Trường Giang sao bạn lại chọn là Đồng Nai hết đá? Tại vì Đồng Nai là một trong những tỉnh của Đông Nam Bộ là khai thác đá rất là nhiều để cho xây dựng. Tại vì rất là nhiều núi, rất là nhiều. Nghe cũng có vẻ có lý đúng không? Tại vì cái này không biết nên đoán thôi. Rồi Ngô Kiến Huy, đáp án của em là gì? Vui ạ. Long Thọ hết vôi rồi, Đồng Nai cũng hết vôi nữa. Nhưng mà em sẽ có những cái cụm từ sau đây à, vôi à, Đồng Nai hết xôi thì anh đưa về. Kỳ vậy? Kỳ vậy anh ơi. Anh có bụng quá. Không có cái thành dấu. Cái dàn khán giả bị trấn yểm một cái là thua luôn rồi đó. Đi xuống luôn. Sự nghiệp học thức đi xuống luôn. Rồi bây giờ Dương Lâm, đáp án của em là gì? Dạ ban đầu là em định là Đồng Nai hết bóng nhưng mà em sửa là kỳ quá, là Đồng Nai hết nước anh thời yêu em. Rồi ở đây chúng ta có 3 cái đáp án là Đồng Nai hết nước anh thời yêu em và 3 đáp án này là 3 đáp án chính xác. Trời ơi, thấy chưa? Tức là bởi vì con sông Đồng Nai là con sông rất lớn. Hay quá, tuyệt là vời. Quên cái đó. Em thấy nên cho Hiếu nửa điểm. Đúng rồi, đáp án sáng tạo. Cái miếng vui. Chúng tôi công bố điểm số của 2 đội như sau. Đội lành lặn ghi được 13 điểm. Đội lành mạnh ghi được 16 điểm. Chúc mừng đội lành mạnh chiến thắng ở liệu trình uống trà sắp trở lại. 20. Rồi bạn Lâm ơi, tôi không ngờ bạn giỏi vậy. Trời ơi, đất của tôi rồi bạn. Xin mời các bạn nhận lại sổ liệu trình chữa lành của mình nè. Sổ liệu trình chữa lành hả? Mình giấu sổ đầu bài đâu Hiếu ơi. Nói chung là ngày hôm nay dữ dội nha. Dạ, bất ngờ nha. Bất ngờ á. Dạ, em không nghĩ đội anh lại thua thảm hại đến như vậy. Trời ơi, có thảm hại đâu. Quá thảm hại. Có 4 điểm chứ mấy. Thôi mà. Thưa quý vị, chương trình 2 Ngày 1 Đêm đã trải qua rất là nhiều mùa rồi, đi khắp mọi miền quê hương của Việt Nam chúng ta. Ấy vậy mà Đồng Nai tưởng như quên lãng, bởi vì mọi người suy nghĩ là không có cảnh đẹp cũng như không có gì để quay. Ấy vậy mà ngày hôm nay bầu trời rất đẹp và trong xanh, và đoàn của 2 Ngày 1 Đêm chỉ mưa lứt phước mặt thôi. Đoàn 2 Ngày 1 Đêm đã tới Đồng Nai rồi, và tập này sẽ chấn động. Mọi người ơi, hãy đón xem chương trình 2 Ngày 1 Đêm tại Đồng Nai nhé. Quê hương Đồng Nai chào đông một người con rất hài, trở về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Mẹ ơi, cha ơi, cha mẹ đâu rồi? Ngày xưa chẳng ai biết tặng hài, giờ này người ta thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm giếng hài mau chạy đi thôi. Bye. Chào mừng các bạn đến với khu nghỉ dưỡng Thiền Tâm. Wow. Đây là một cái khu nghỉ dưỡng khác biệt ở Đồng Nai ha. Và các bạn nhìn vô cái không gian thì các bạn cũng thấy là nó có một cái sự khác biệt rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi, từ như cái là về miền quê mẹ, cái không gian, đúng rồi. Mẹ em thấy có sự tách biệt luôn. Hay quá. Ở đây thì có một cái dịch vụ nghỉ dưỡng và chữa lành về mặt sức khỏe. Có những cái trung tâm chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt là cái khu vực thiền định ở đây là một cái khu vực rất là lớn ha. Và thiền định thì cũng là một cái quá trình thư giãn và hồi phục cả về thể chất và về tinh thần, đã được khoa học chứng minh. Một số cái công dụng hiệu quả của cái việc chữa lành bằng thiền có thể kể đến, ví dụ như là giảm căng thẳng nè, dễ ngủ nè, điều hòa huyết áp, tăng khả năng chú ý, tăng trí nhớ ở người già và mở rộng tấm lòng bao dung yêu thương nhân loại. Wow. Vậy nên là liệu trình chữa lành của chúng ta bây giờ sẽ là thiền tĩnh tâm. Chắc là thiền. Rồi cái luật chơi thiền của chúng ta ở đây như sau ha. Hai đội sẽ phải ngồi thiền định để cảm nhận được cái năng lượng của đất trời nè, rồi vẻ đẹp của thiên nhiên, của cây cối ở đây. Trong khi ngồi thiền thì các bạn chỉ được phép hoạt động cái miệng thôi. Bất kỳ cái hoạt động nào khác của cơ thể thì cứ một lần ghi nhận như vậy là chúng tôi sẽ trừ 1 điểm cho thành viên đó. Và sẽ có những cái tác động vật lý trong cái quá trình ngồi thiền của các bạn. Các bạn sẽ phải vượt qua. Ủa, vậy là thiền dữ chưa? Thiền khổ sai rồi. Thiền khổ sai. Các bạn sẽ ngồi thiền trong khoảng 15 phút. Đội nào bị trừ điểm ít hơn thì đội đó sẽ thắng, và phần thưởng của các bạn sẽ là bữa ăn ngon ngày hôm nay. Wow. Xin mời cởi giày, có thể giữ vớ lại. Rồi bắt đầu. Rồi, đội ai người đó về. Trước giờ anh chưa bao giờ ngồi thiền luôn á. Em chưa giờ thiền. Là đau lưng lắm. Và bây giờ tĩnh tâm. Tâm em bị động á. Bỏ hết những cái xáo động ra khỏi đầu óc mình. Thời gian thiền định của các bạn 3, 2, 1, bắt đầu. Biết rồi. Dạ. Vậy con buổi tám cái ốc hình đấy nè. Sao ngứa ta? Ừ, kiến bò lỗ cổ nha. Tí nó bò lỗ ra em rồi. Ngứa em của em. Em ngứa cái ấy hỏi quá hả? Em chiếu lại nè. Ủa quỳ mất nên cũng mấy đỡ ngọng quỳ. Bởi vì không cho gì phải. Ủa quên ha. Quên ha. Nhưng mà khi mà anh nói cái trái cổ nó lắc lắm. Cái đó khoa học cho không hiểu. Nếu mà nói trái cổ không lắc quá là đó. Thì gọi là chuyện thiền, bây giờ mình ngồi mình nín thở. Thì quay thôi. À, đừng có công nghiệp vậy cưng. Con phải ấy cho nó làm cho nó phê đàng hoàng. Cứ làm vậy anh đó đúng rồi. Nghe cái xoáy của anh. Đúng rồi. Trời ơi. Ủa sao nó lại bỏ em vậy ta? Tại vì cái đầu em bị ghẻ, tại em không có tóc nó vậy á. Làm đầu tóc giả đâu có cái da đầu đâu. Có cái lưới ở dưới chọt vô nó rớt tóc giả. Ngồi đất não Lâm ra chọt. Ông Kiến bò lỗ tai em thiệt rồi anh em ơi. Ê, rồi nó bơm thuốc rồi. Còn lát nữa hai cái người làm mình á, mình chơi cho đây ngồi để mình làm lại được không anh em? Lại đang làm cái gì vậy anh em? Đút thẳng vô lỗ mũi cho anh. Bắn xoáy nòng lỗ mũi cho anh. Bắn đúng rồi. Bắn vào. Bắn vô ngay giữa tay con Lâm á. Cho bị viên tay giữa là ok. Ủa nó bắn thiệt anh ơi. Gần được rồi đó, gần đủ đô rồi đó tụi em. Đúng rồi, cho vô đi. Đúng. Trời ơi. Thủ ơi. Trời ơi. Thủ ơi, nó bể cái bú của anh Vũ. Sao con quỷ bên trái bắn cứ hoài vậy ta? Bắn vô mắt em rồi. Trời ơi. Vũ ơi, em rửa xe hả Vũ? Tài ơi, anh thấy em yếu quá Tài ơi. Tài ơi, Tài ơi. Yếu quá, qua bắn cái miệng anh nè, qua bắn miệng tụi anh nè. Bắn vô họng anh đi em ơi. Hồi đấy em mồi ngồi mà đứng bắn em. Hồi đấy em mồi ngồi mà đứng bắn em nãy giờ tại giữa em nè. Đợi đó, tôi trả thù sau. Bắn vô mũi luôn, bắn vô mũi nó mát xì được. Nó có lỗ mũi. Đúng rồi, bắn vô mũi, bắn vô khoang mũi đi. Làm ở dưới bắn lên. Sao mày chơi mà hiền vậy, bắn mạnh lên. Tài ơi, mũi sữa đó Tài. Đúng rồi, vô trong lỗ mày được. Bắn lỗ ghèn luôn, lỗ ghèn luôn, lỗ ghèn luôn, lỗ ghèn luôn, lỗ ghèn, lỗ ghèn. Bắn lên mũi mà nước nó xì ra ngoài hai bên lỗ tai luôn rồi. Nhiều người nói với anh sao anh vẫn luôn một mình. Chẳng bao giờ thấy anh có mỹ nữ. Khách mời, dân mỹ nữ. Khách mời hả? Chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai. Bởi vì anh vẫn còn bao niềm vui chờ đón ở phía trước. Còn bao mơ mỗi đêm. Cuộc sống còn đã rất êm đềm. Giờ đây nếu bất ngờ trong đời anh lại thêm một ai đó thì có lẽ chẳng có được như bây giờ. Thế cho nên anh đừng không phải. Ê, hồi lát nữa thằng Tài Phú nha, hai khách mời nha, chắc bà tôi nè. Trời ơi trời. Vậy cái thôi quýnh á, anh quýnh nha. Quýnh á. Quýnh nha. Ủa nè, cái này ngon mà. Rít này đã mà rít luôn. Em có giỏi thì em tô lên cái môi của em, hôn lên môi tôi. Tuyệt vời. Bài khác hả? Áp lực vậy. Trời lớn quá. Nóng nắm bao lâu dịu dàng em thế trao. Vội vàng em đến đây rồi đi. Đây làm chi, đây rồi dẻo vẫn đi trong lòng anh. Bao sầu bi khi biệt ly. Hoang bờ mi đứng trong người đi. Người em yêu theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phá. Tôi mà thả ra tôi hôn em đó, em dễ dữ vô. Hôn em đó. Không, cái này tôi thất. Đúng rồi. Đã. Em mình đô mạnh quá. Mấy lỗ gàng luôn. Cảm ơn các em nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã hết thời gian thiền định rồi. Xin mời các bạn xả dáng đi ạ. Rồi, muốn ngồi nữa tiếp. Muốn ngồi nữa luôn, chúng tôi đi luôn. Ok rồi, nếu như mà dàn cast chính vẫn còn đang muốn thiền định thì tôi xin mời hai khách mời. Các bạn có thể tự giới thiệu. Em xong rồi ạ. Hết giờ làm việc rồi ạ. Hết giờ làm việc rồi, thế bây giờ mình có tham gia show tiếp không? Dạ có. Có tham gia vậy mình tự giới thiệu đi. Mời em. Dạ. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới dàn cast cũng như là ekip anh chương trình là 2 Ngày 1 Đêm. Anh trai gì đây? Dạ thì em là Quang Hùng Master D ạ. Dạ xin chào tất cả mọi người. Yeah. Quang Hùng anh ạ. Vỗ tay. Em xin chào quý vị khán giả của 2 Ngày 1 Đêm. Em xin chào các anh của 2 Ngày 1 Đêm. Cô tay vậy à? Thôi nói cho cứu các em nó các bạn. Hello mọi người. Ngồi chơi. Mất cảm giác rồi. Ngồi xuống. Trời ơi. Tin Jason là đúng luôn á. Jason nó chay ra quá vậy. Đẹp mà anh. Anh ơi em thấy không ổn quá, bây giờ mình cho hai option được không? Bây giờ mình đứng vậy, xong hai bạn này vô chào như bình thường thôi. Giờ giả bộ đi. Giả bộ ra ngoài lậu đi. Xong rồi kêu chào đón lại. Tụi anh làm cho nó đàng hoàng. Để mà gần lại. Đứng ngay cái tòa nhà đó. Khi nào tụi anh nói bắt đầu là tụi anh nói tụi em tới đây là tụi anh vỗ tay liền. Tuyệt vời. Nha tụi em ơi. Rồi sẵn sàng chưa? Ui. Vô ạ. Rồi tụi anh sẵn sàng. Anh tới đây. Một phút thôi che hết trơn, 1 phút thôi. Em đợi thôi em ơi. Để anh giới thiệu ai là người bước ra nha. Rồi. Jason. Rồi. Quang Hùng Master D. Ok, xin chào mừng Jason và Quang Hùng Master D đến với chương trình 2 Ngày 1 Đêm ha. Các bạn thấy cái màn chào mừng của dàn cast của chúng tôi như thế nào ạ? Dạ, lần đầu tiên em tới với chương trình 2 Ngày 1 Đêm thì em cũng thấy là các anh rất là nồng nhiệt chào đón em ạ. Và em mong rằng là sau chương trình này thì em sẽ được mời lại, chứ cái hình này em thấy không ổn lắm ạ. Dạ vâng. Sao thì không nhìn được anh? Em bị sợ gì? Tại vì em thấy là chưa bao giờ gặp các anh, nhưng mà các anh là thấy ánh mắt rất là hình viên đạn với em ạ. Sao? Tại vì em lanh quá đó cưng. Dạ anh ạ. Hai anh em thấy là vai phản diện chương trình này rồi. Nó dám chỉ hai đứa mình. Thì ra ngươi chọn cái nhà. Để nói về cảm xúc thì lần đầu thì em cũng được may mắn khi mà đem ca khúc của em, đó là Thủy Triều, lên 2 Ngày 1 Đêm mà biểu diễn. Đầu tiên luôn đúng không? Dạ đúng rồi, đầu tiên luôn, là ca khúc ấp ủ rất là lâu rồi. Ủa là lúc đó là em đã bung ra thị trường chưa? Dạ chưa, lúc đó là em đem chưa ra mắt luôn. Là tụi tôi là gọi là ca đầu tiên rồi. Giải vía rồi đó. Giải vía rồi. Trời ơi đúng rồi. Thì thấy là thành công quá mà không qua cáp gì. Lại quả. Thật ra thì em biết là tới đây thì chắc chắn là chơi game rồi. Thì ngày hôm nay tới đây thì em mong là anh em nhẹ nhàng với anh thôi. Dạ thì đó. Không, nghe nói em cũng hổn lắm Tắm à. Không, em cũng hổn thật. Ở game thiền định vừa rồi thì thật ra các bạn đều có ít nhiều cử động hết. Nhưng mà hai thành viên cử động nhiều nhất đó chính là Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy. Cho xin phép em, đợi vừa rồi có một cái nhân vật nào sụp vô hẳn cái màn son em vậy? Cái ân quán thì mình bị hai luôn nè. Ông quá mình bị hai đời xin xuống mình lệch bắt nhanh anh luôn. Lệch bắt nhanh luôn. Hai đội thì cũng là 19-10 đó. Cho nên là để cho các bạn đỡ sân si thì chúng tôi quyết định là ở cái game này là các bạn hai đội hòa nhau. Nhưng mà phần ăn á thì là hiện nay chỉ có một phần thắng, một phần thua, cho nên là mình chia đôi và mình ăn ít thôi. Và mình sẽ kiếm thêm đồ ăn ở trò chơi sau. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn di chuyển qua set ăn. Sao sao vậy? Ai mà bấm cái em xin lỗi chị. Chị Thắm ơi, cái này của chị tật tay, xin lỗi. Nói chung là huề cho nên là ngồi đi rồi ăn thôi. Rồi bây giờ tôi xin giới thiệu món ăn của các bạn ngày hôm nay, đó gồm có món nấm nướng lá trúc, tôi nướng lá sen, bún măng tay cầm. Bún măng hả chị? Chị bị điệu quá chị Thắm. Cái thực đơn của chúng ta thì còn có thêm cái món bánh xèo tôm càng xanh, và đặc biệt là có hai món gỏi bưởi với gà hấp bưởi. Các bạn có biết là lý do tại sao mà có hai món này không ạ? Dạ Đồng Nai nổi tiếng là bưởi, bưởi năm roi, bưởi Tân Triều. Đúng rồi. Không mà làm nó cũng đúng bởi vì họ vẫn có trồng năm roi. Dạ, nhưng mà nó không nổi tiếng. Vùng nổi tiếng là vùng Tân Triều. Dạ. Chúng ta có cái làng bưởi Tân Triều rất là nổi tiếng. Đúng ra theo lịch trình thì chúng ta cũng sẽ có ghé làng bưởi Tân Triều. Tại sao? Chị là chặn tụi tôi nữa. Đúng, chị là ăn chặn tôi nè. Bây giờ địa điểm càng ngày càng ít. Đúng rồi. Gói gọn chị quay có mấy cây cao, rồi cái sông cái suối, rồi bưởi đâu. Tụi em ơi, đừng để chị chữa lành, đừng để chị rách thêm nữa. Rồi, anh ơi, em biết cắn đầu nào luôn. Cắn đầu nào em? Cắn địa điểm là một. Rồi nhưng khi mà đến địa điểm nó chủ cả nọ, nhiều khi cũng gửi ít cà phê nọ. Mang về, cắn luôn. Cuối ngày chỉ còn cắn cái nữa. Cắn gì anh? Cắn em á. Rồi thôi mình dùng bữa đi ha các em ha. Wow, em mời cả nhà ăn cơm nha. Đây, mời mọi người. Dạ nổi nha, uống hét lên. Cái này mới gì đúng không? Mới chiên mày ơi. Mới luôn. Mấy đứa muốn ăn xôi nói anh nha. Dạ vâng. Ăn xôi nói nha. Dạ vâng. Anh cứ vậy. Còn bánh xèo nhân quá là nhiều nhân. Rau đồ, lá lốt đồ, thơm tuyệt vời. Ngon. Ngon ngon. Cái này ngon à. Dễ ăn. Gỏi bưởi thơm thật. Hồng ơi, trong mấy món này em chưa ăn qua không? Giờ chắc món này rồi. À. Đấy không. Thử đi, thử. Nãy anh vắt cái gì vậy? Anh phải vắt nước hả? À, chuối ở trong là nấm. Được không? Cho ông xin miếng cái gì đó. Dạ bánh xèo. Mọi người nói ngon quá. Ủa em thấy tham gia 2 Ngày 1 Đêm sướng nha, tới là được ăn luôn. Hả? Dạ. Sướng em chiêu đấy ạ. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Tới là được ăn luôn. Công nhận là khách mời này là tới ăn luôn, không có chơi vậy. Sao kỳ ta? Tại vì hôm nay là tập chữa lành. Mai quay hình xong về chữa bệnh, Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái giờ ăn ở đây ha. Một chút nữa các bạn sẽ trải qua một cái thử thách nó tương tự như vậy, mà nếu như các bạn làm tốt thì các bạn sẽ có thêm được nhiều cái đồ ăn do những người lạ mang đến. Khi lên xe thì biên tập của chúng tôi sẽ phổ biến luật chơi cho các bạn ha. Đây rồi. Đây thôi. Đây thôi. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nôi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Thời gian gần đây có nhiều bạn trẻ mắc một triệu chứng, đó là rối loạn lo âu. Biểu hiện của triệu chứng này đó là lo lắng quá mức các vấn đề trong xã hội hàng ngày. Ví dụ như sợ nói trước đám đông, sợ ánh đèn sân khấu, sợ gặp gỡ người lạ. Các cast ở đây có ai đã từng bị rối loạn lo âu chưa? Hiện tại tôi đang bị nè. Đúng rồi, tại vì tôi thấy là đường còn xa lắm mà cứ bắt thoại hoài. Tôi lo sợ, sợ chương trình thiếu. Đang ngủ mà, tôi thấy em đang bị đó. Em người nên khám lại bệnh, còn tôi không có lo gì cả. Trong hành trình hôm nay, chương trình sẽ thực hiện một liệu trình chữa lành, đó là tâm sự cùng người lạ. Mỗi đội sẽ cử ra một người ngồi sẵn ở chiếc bàn được để sẵn ở trạm dừng chân. Nhiệm vụ của người ngồi ở bàn là phải ký tặng và chụp hình với người đã tặng quà cho mình. Lưu ý, với những khán giả không tặng quà thì cast sẽ không được tính điểm. Những người còn lại sẽ ngồi trên xe theo dõi và bàn luận. Trong thời gian 15 phút, đội chơi có thể tự do đổi người ký tặng. Hết 15 phút, đội chơi nào nhận được nhiều quà tặng hơn thì chiến thắng. Ở đây là một cái trò chơi mà bịa ra để tâm sự của người lạ, nhưng mà thật sự ra là cái này nó sẽ ảnh hưởng tới độ viral và sự yêu thương khán giả dành cho mình. Sao bắt đầu ai mà ít khán giả quá rồi sẽ đi quê, ai quê rồi hỏi rằng khách có đi hành hương không nữa. Trời ơi, muốn chữa lành chỗ nào mình mới là người cần chữa lành. Đang mưa rồi nữa anh. Ôi, tới trạm miền chân rồi nè. Bây giờ, mọi người có thể bàn luận xem sẽ cử ai xuống ký tặng đầu tiên. Em nghĩ là ở những cái nơi mà trạm dừng chân này là cái lượng khách là sẽ là lớn tuổi. Đúng rồi. Nên là em nghĩ là phải cử những người mà có cái độ phủ sóng về cái khúc lớn tuổi đi. Đúng. Em nghĩ là để trẻ xuống đi. Hùng với lại Jason xuống đây. Xuống để mà giao lưu, anh em mình quá rành rồi. Em xuống đi Quang Hùng. Ok. Nếu mà bên đó là anh Quang Hùng thì bên đây sẽ là anh Jason. Dạ. Ơi, tự nhiên phát sai ngang rồi. Ok rồi. Go 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 go. Hay. Để cho team tốt lên xuống em đi. Đi tiếp khách đi em. Dạ đi tiếp khách đây. Chào mọi người, hello mọi người. Đây đúng không? Đây đúng không? Hello cả nhà, hello cả nhà. Tặng tụi anh đi, tặng tụi anh đi, có tặng là có thắng. Có tặng là có thắng đó. Hello mọi người. Ok. Bạn ngồi đó đi. Ồ, nghe tiếng khán giả la nha, ok nha. Có quà không lễ, không lễ. Trời ơi, cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, trời. Ai hả? Cảm ơn em. Anh xin. Anh xin, cảm ơn rất nhiều. À, đứng cho mình nữa đúng ra. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em. Hello, hello, hello. Ok. Trời bắp luôn hả? Dễ thương vậy. Cảm ơn em. À, cái mặt mấy bạn khán giả nhìn có vẻ cơ cấu quá nha. Có cơ cấu không Trà Lâm? Dạ. Cái mặt sao sượng sượng vậy? Hết sượng sượng. Bị ép á. Cảm ơn em, cảm ơn em. Nè, bị bà thấm vậy nè. Vô đi em. Vô đi. Vô. Sợ rồi. Hello, cảm ơn em, cảm ơn em. Cái gì? Bắp à, dễ thương rồi, bọn anh đang đói lắm em ạ. Đang chết đói rồi. Cảm ơn em nhiều. Dạ em xin rồi. Dạ em cảm ơn ạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Bánh tim. Dạ em cảm ơn. Dạ rồi. Ok, chụp hình nha. Cảm ơn em nhiều. Rồi, cảm ơn. Đó, quá trời rồi kìa. Nhiều khi là cái này là để xíu mà đòn ăn đó anh, chứ không phải tới mình đâu. Đúng đòn hả? Đòn đó. Ok. Ở đây đúng rồi. Mà y ngắn đi dài ấy. Y dài. Thôi tao thấy y ngắn đi dài. Quăng miếng gì mà ác độc vậy. Rồi, xin cảm ơn. Đây là ngáo ngư. Vừa nhắc hồi sáng anh. Rồi ơi. Rồi, chị Lý vừa nhắc chỉnh tóc quá. Hay là tiết mục này dành riêng cho hai bạn này. Mình đương nhiên đó. Mình ngồi tự nhiên mình ngồi không nói vậy. Có kỹ không? Ok, cảm ơn đây, cảm ơn đây. Kêu. Ai đồ hết. Cứu gà. Thế là nó cứu rồi. Em xuống đi. Anh là em á. Đúng rồi. Rớt xuống trước. Ra đi em. Kìa. Đi. Ủa gì hả? Hello. Cảm ơn em. Kêu ok. Cứu hả? Em thôi. Không biết đội mình. Tràn vô giúp gia đình tụi em nha cả nhà. Dạ. Ok. Cảm ơn anh rất nhiều. Yeah. Ủa, phải ký trước thôi, in. Dạ. Ok. Hello em. Ra đây. Ok, chụp hình tấm niệm lưu niệm nha. Đây, vô. Cảm ơn em. Cái gì vậy? Ủa. Trời ơi, đang bán ngon quá đúng không em? Đang bán ok trời luôn. Trời ơi. Ủa sao Huy không có được hoài cho ký không vậy? Có rồi, nước cam. Ta luôn, lấy giấy người ta luôn. Anh với em cái nha. Rồi, lưu niệm. Cảm ơn em nhiều. Đây. Fan girl thiệt. Ủa, chị này là mới xin trước ghế em luôn á. Bánh tiêu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ủa, chị mới mua tiếp. Mình say chua có gì đó người hả? Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, em cảm ơn chị. Trời ơi. Anh ký đây hả? Bé này cứ hòa cáp chị hoài. Trời ơi, chẳng ghê. Em thích lắm. Ủa, em giấu. Ủa, sao anh ơi xin kiểu gì? Cảm ơn em. Đây, cô em nha, cô em cảm ơn em. Rồi. Ủa ơi. Giấu hả? Dữ lắm. Cái này là fan, mua fan đó. Dặn dò từ đầu á. Rồi, cảm ơn em. Ok. Trời ơi, biết ngay mà. Hello em. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều nhé. Đây. Em gọi chị. Cảm ơn. Hết rồi ơi. Trời ơi, đổi người. Anh Giang với em. À trời ơi, Quý chưa có đổi người. Rồi. Chim cánh cụt liền. Dạ ảo luôn hả? Chưa lớn vậy? To lên hả? Có luôn em. Đây anh ký cho. Ok. Ôi, giọt. Đây chưa. Trời ơi, anh cảm ơn nha. Rồi, đóng xong rồi Tuấn ơi. Nhanh, anh cảm ơn nhiều nha. Rồi. Hả? Nè, của tôi là có nước ở bên mì luôn nha. Ăn phải uống chứ. Đúng rồi, hay quá vậy. Quá trời. Cái này tôi thấy là mỗi đứa 50. Cái bà 200 rồi. Sắp đặt quá. Cái bạn mà ôm anh là tới 500 lận. Trời ơi, là có hung luôn đó ha. Trời ơi. Em tên gì vậy? Tên gì nữa ký là được đâu em. Trời ơi. Trời ơi. Đi xin đồ ăn ha. Thôi. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Lại cái bà đó. Trời ơi, bông qua đây nữa nè. Ủa? Này đi hả? Rồi, tuyệt vời lắm ơi. Trời ơi, nghỉ làm nè, tôi nghỉ làm qua đây nè. Trời ơi. 5 tiếng hồi đó. Trời ơi, thương quá vậy. Vô. Trời ơi, vô được mà. Nhanh đi. Dồn dập luôn, đúng rồi, dồn dập vô anh đi. Trời, mẹ đầm quá. Cho anh mình sửa đi, đúng không? Anh lộn cái gì? Giờ. Lộn. Ok. Trời ơi. Vô. Đi gọi đâu? Thank you. Cầm lên. Rồi, rồi. Im lặng. Trời ơi. Đó đây. Cho quà chưa? Không có quà anh ơi. Lon Hiếu đẹp trai. Trời ơi, bên anh tính sai rồi. Chết rồi. Lon Hiếu đẹp trai không, đâu có đồ ăn gì đâu. Ok, đấy. Cảm ơn chị. Rồi, thank you. Điện thoại đâu? Để em. Rồi. Tiếp. Trời ơi, giật đồ anh ơi. Đi ép rồi, trời. Bên nào có học cái biết liền anh ơi. Cái khán giả người ta chạy qua bên Hiếu hết rồi đó. Buông. Càng ngày càng Lâm càng ít khán giả đi. Rồi, thank you. Nè nè mọi người thấy gì đó. Đây bên chợ Bình Điền nè. Đó, bên trung tâm thương mại nè. Rồi, qua. Thank you. Rồi, thank you. Trời ơi, ê, vừa khiều quá kìa trời ơi. Rồi, thank you. Trời ơi, vừa. Đi xuống đi. Xuống anh em ơi. Bắt súng. Đã làm gì đâu. Bị lấy mình giật đó, đừng giật lại đi. Bị mấy cái biết không? Bị lấy đó. Mình lấy hết rồi. Cũng qua. Bỏ xin lỗi em. Rồi. Mẹ ơi. Tụi con mới còn 13. Quân ăn cắp. Thưa các bạn thấy là ở cái hành trình này thì chúng tôi có hai đội. Đội ở phía bên phải tôi đây gồm có anh Trường Giang, anh Hiếu thứ hai, anh Ngô Kiến Huy và anh Jason. Đây là đội lành lặn. Đội ở phía bên tay trái tôi gồm có anh Dương Lâm, anh Kiều Minh Tuấn, anh Cris Phan và anh Quang Hùng Master D là đội lành mạnh. Đội có anh Dương Lâm tức là đội lành mạnh á, 3 phần đầu thì hoạt động cũng rất là nhịp nhàng, nhưng mà đến của phần của anh Dương Lâm á là như một con robot vậy đó. Trời ơi. Khán giả ơi, các bạn nghĩ là giữa hai đội nào chiến thắng hả bạn? Đội kia qua bên kia. Bây giờ cho tôi hỏi ai là fan của đội lành mạnh? Trời ơi anh ơi. Vậy mà anh nói xứ này anh vua yếu vậy. Ai là fan của đội lành lạnh à? Đội cái gì ở đây? Mình chơi đếm quà. Tự nhiên chị kêu hô phải la làng nó sớm. Đi tóc gì tóc giả. Rồi như vậy là chúng ta thấy là ở đây thì có vẻ như là fan của đội lành lặn khá là đông. Đội lành mạnh thì cũng đang không có chịu kém miếng ha. Tuy nhiên như luật chơi từ đầu chúng tôi đã công bố ra là chúng tôi đếm trên cái số lượng thức ăn hoặc nước uống quà tặng từ fan gửi tặng cho các bạn. Thì có một đội là nhận được 39 món quà và đội còn lại nhận được 41 món quà. Chỉ nhân nhau có 2 món thôi. Và đội nhận được 39 món quà. Đó là đội lành lặn. Như vậy 41 món quà đã thuộc về đội lành mạnh. Phải đồ ớt 2, 3. Sao làm lợn tụi em? Đẹp trai có mày ra ăn được không? Trời ơi, cái này là gọi là chỉ nhận quà thôi thì mới trên được 2 lượt. Chứ tụi em là bên đây là ký lấy tình cảm thôi. Tình cảm, trao cho tình cảm. Bên đây có quà mới chịu. Bên tụi tôi trao chậm chân làm trao trong nhà tương tình cảm. Tình cảm thì học ban riêng tình cảm. Trời ơi, trên 2 món à. Và ngày nay chúng tôi rất là vui mừng. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả gần xa đã đến đây cùng tham gia một trò chơi nhỏ. Và chính cái sự tham gia của các bạn mang lại sự thành công cho chương trình. Và thưa quý vị, đây là chương trình 2 Ngày 1 Đêm Rừng Cát Tiên. Tới chạy rồi anh em. Vô chạy anh em ơi. Anh em mình vô chạy nha. Thiếu đi chạy. Em chưa đi chạy bao giờ. Đây chạy chữa lành mình chưa đi à? Là nó đi nhiều nè. Hồi nhỏ học phổ thông có đi cắm trại bao giờ chưa? Dạ có anh, có thì có. Wow, đã tới chạy rồi sao? Dạ để cho bên em ổn định cái. Trời ơi. Con ngâm. Thôi, thôi anh. Thôi, thôi. Lại đi. Thôi được rồi. Rồi, xin chào mừng các bạn đến với trại chữa lành 2 ngày 1 đêm. Thôi anh ơi, chữa lành ha. Tôi là ngày bùa anh ấy, bùa cái đánh ra ấy mưa xong có sầu đầu ngày mày còn có không? Có chữ nhỏ kìa mọi người ơi. Dạ, gì vậy? Xanh ít chữ nhiều. Cái chữ nhỏ nguy hiểm đó. Chúng ta đang ở cái trại chữa lành và trại chữa lành này là chúng tôi xây dựng cấp tốc dựa trên một cái vị trí rất là đẹp, đó là O'chak Home Resort, một cái resort ngay gần sát với lại rừng Cát Tiên. Bìa rừng đúng không? Ngay bìa rừng. Em vô bìa rừng với tôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi ha. Tôi lại buồn hay vui hay mưa dòng lo xa có nhau không ngủ là không ngủ. Cái đó lắm đi đi ngủ. Chết in. Dạo đó đang cắt con mèo của ta đi. Hoàn đến đến cho con mèo đi. Huy hoàn bốn phần trời đâu đi con mèo quá. Trời ơi, tiếng này mà không lớn nữa thôi. 125.8. Ghê thiệt. Trời ơi, tao tưởng tao qua Hy Lạp luôn. Cái cá đi. Trời ơi. Cho tôi qua không? Ông nhiều kia đâu có đụng. Trời ơi.